và bữa học hôm trước đó chúng ta dừng lại ở chỗ là các cái vị thánh hữu học uh, tại sao mà các ngài còn có sự hạn chế thì sở dĩ mà các ngài còn sự hạn chế đó là do các ngài vẫn còn phiền não mà như cái ví dụ uh, người mù sờ voi mà hôm trước sư nói đó thì những cái vị uh, hữu học giống như là những người vừa chữa mắt sáng nhưng mà mắt của họ đó vẫn chưa thể mở ra hoàn toàn mà chỉ mới nháy mắt một cái và nắm bắt hình ảnh do đó các ngài vẫn dùng cái sự tưởng tượng mặc dù mặc dù đúng là sự tưởng tượng đó nó không giống như là cái sự tưởng tượng của người mù nhưng mà vẫn còn là sự tưởng tượng cũng vậy các vị thánh hữu học do các ngài vẫn phải sử dụng cái tưởng cho nên đôi khi nó khó mà tránh khỏi một vài cái sơ xuất và chúng ta gọi đó là phiền não và phiền não của các ngài ở chỗ nào do các ngài chưa có ly dục hoàn toàn các vị thánh sơ quả các ngài vẫn còn nếu như là cư sĩ tại gia đó vẫn còn lấy vợ lấy chồng vẫn còn sanh con đẻ cái và nếu như con cái của các ngài mà chết ấy, thì vẫn buồn. Hoặc là như trường hợp ngày Ananda khi mà Đức Phật tuyên bố là ba tháng nữa Như Lai sẽ nhập Niết Bàn thì ngày Ananda ngày buồn, ngày đi ra ngoài cửa, ngày khóc. Thì cái buồn đó đó Nói cho nó rốt ráo thì nó vẫn còn là phiền não Tại vì anh còn phiền não, anh mới buồn. Đấy, chứ còn nếu như là một vị thánh a la hán á, các ngài quán rõ các hành là vô thường, có sanh tức có diệt. Cho nên là các ngài không có khóc. Đấy, còn vị thánh sơ quả thì vẫn còn khóc. Nhưng mà nên nhớ là đừng nghĩ là các ngài đấy Thánh Sơ quả, ờ, các ngài cũng còn có vợ, có chồng, có con, có cái, chắc các ngài cũng như mình. Sư không nhớ là bữa trước sư có nói hay chưa, mình khác ghê lắm, khác ghê lắm. Giống như một cái à, anh tỷ phú, tới giờ người hầu chưa kịp đem cơm lên thì ảnh đói. Thì mình đừng có thấy cái đói của ảnh cũng giống như cái đói của mình cái đói của mình là cái đói lâu dài cái đói dài hạn lâu lâu mới có một bữa no còn cái đói của một anh tỷ phú ấy, là cái đói tạm bợ do người hầu chưa kịp đem cơm lên cũng vậy các vị thánh sơ quả các ngài vẫn còn phiền não đó là do các cái phiền não đó các ngài chưa có kịp đoạn trừ và nó chỉ mang tính chất tạm thời và nó rất là nhỏ bé như vậy đó cái phiền não của các ngài là gì ở đây chúng ta có um, phiền não đó ở đây gọi là cái yoga thì cái từ yoga quý vị um, học uh, ở, ở ngoài đời thế gian nó có, có cái yoga đó thì suy nghĩ là cái yoga nó và cái yoga này bali nó cũng gần gần với nhau tại sao tại vì cái yoga nó có nghĩa là một có nghĩa là liên kết liên kết cái này với cái kia thì gọi là vô gá ý nghĩa thứ hai đó nó có nghĩa là ràng buộc từ có cái sự liên kết cho nên nó có cái cái ràng buộc và cái nó mới đưa đến cái ý nghĩa thứ ba đó là sự trói buộc nó trói vào nhau thì chúng ta gọi nó là cái từ vô gá và các ngài gọi đó là cái các cái truyền các cái truyền thì uh, trong kinh tạng á, trong kinh tạng thì có ba truyền trong kinh tạng thì có ba truyền theo a tỳ đàm thì thêm một truyền nữa kinh tạng có ba truyền đó là gì dục truyền ca yoga, vô hữu truyền phá quá vô và vô minh truyền a quý cha vô riêng a tỳ đàm thì thêm một cái truyền nữa à, đó là kiến truyền đích thí vô gác thì bốn anh này nghĩa là gì? Cái dục truyền á Nghĩa là những cái sự trối buộc Ràng buộc chúng sanh ở trong cõi dục Trong dục giới Dù cho anh làm các cái điều bất thiện Như là tham thích ăn uống ngủ nghỉ Anh ham thích cho đến một người cư sĩ tại gia ăn chơi vị tu sĩ không có tu hành gì hết suốt ngày chỉ ăn bám nữa. cho đến cao cấp hơn là những người cư sĩ tại gia biết bố thí biết giữ giới biết cung kính biết phục vụ đấy rồi chúng ta biết lễ phật biết lạy phật rồi chúng ta biết tham gia những khóa tu viện chúng ta có khám bệnh miễn phí làm các điều công đức đó mong muốn mong muốn gì mong muốn à, tôi làm phước đời sau tôi giàu tôi làm phước đời đời sau tôi khỏe thì nó cũng là dục truyền hoặc là cái này là nhiều người bưng một cái mâm lễ thí dụ như là một cái nải chuối đem lên bàn thờ Phật sau đó xin cho con gia đạo bình an suy nghĩ là ở đời sau sanh thiên hoặc là làm phước để tôn tạo các công đức thì nó vẫn cứ là dục truyền hoặc cho đến các cái vị tu sĩ mà chúng ta bỏ nhiều thời gian cho những chuyến từ thiện bỏ nhiều thời gian cho những việc phục, phụng sự chúng sanh nhưng mà chúng ta còn vẫn còn muốn ham muốn cái sự tái sanh ham muốn còn sanh về cái cõi dục mặc dù nó nói chung thì nó cũng cao cấp hơn tí xíu có nghĩa là để tôi tiếp tục đời sau kiếp khác tôi vẫn còn phụng sự phụng sự chúng sanh nhưng mà phải nói nó vẫn cứ là dục truyền Bồ Tát chính bởi vì Ngài còn có cái sự trói buộc của Ngài đối với chúng sanh ấy, Cho nên Ngài mới còn luân hồi trong các cái dòng sanh tử Nhưng mà Ngài luân hồi nó cao cấp hơn chúng ta rất nhiều Ngài luân hồi là để Ngài vung bồi các ba la mật Để Ngài tạo duyên lành cho chúng sanh Ngài tạo các cái duyên để chúng sanh ấy, Có cái duyên đối với Ngài Đến khi đến khi Ngài thành chánh đẳng chánh giác chúng sanh đến với ngài nghe pháp của ngài từ đó ngài độ chúng sanh một lần cuối cùng đi đến con đường giác ngộ đấy cái thứ hai đó là ngài cần phải tôn tạo các cái công đức mà chúng ta gọi là ba la mật khi mà phước hạnh đủ đầy ngài mới lên ngôi tránh đẳng tránh giác nhưng mà như sư nói bản thân cái từ vô gá đó có nghĩa là cái sự ràng buộc cái sự liên kết cái sự ràng buộc thì ngài một vị bồ tát đấy cũng cần có sự liên kết đối với chúng sanh Cần có sự liên kết với chúng sanh để chi? Để tạo duyên Và thứ hai Ngài cần cái sự ràng rịt đối với các thiện pháp Để từ đó vung tạo công đức Đấy. Nhưng mà nói gì thì nói thì nó vẫn là cái sự liên kết Cái sự ràng buộc và cái sự cột trói cho đến khi ngài thành một vị chính đẳng chánh giác rồi ngài không còn cái dục truyền này nữa do đó sau khi đức thế tôn đã độ những chúng sanh có duyên với ngài sau khi đã để lại chánh pháp cho thế gian sau khi đã để lại một cái tăng đoàn hưng thịnh cho thế gian những vị thánh tăng và những vị có cái lòng muốn lên con đường thành đạo chánh đẳng giác và do ngài đã cắt đứt toàn bộ các cái chối buộc đức thế tôn chấm dứt dòng sanh tử luân hồi của ngài từ đó ngài không còn một sự ràng buộc nào nữa còn chúng ta thì vẫn còn ràng buộc từ thấp đến cao thì vẫn cứ là ràng buộc cái thứ hai đó là hữu truyền phá quay yoga có nghĩa là gì đó là sự ràng buộc trong các cảnh giới tái sanh mà ở đây đó đặc biệt nói về các cái tầng thiền sắc giới và vô sắc giới có nghĩa là có những chúng sanh ấy họ thấy rằng bản thân cái việc mà sinh hoạt mà lăn lộn ở trong cõi dục này đó nó vẫn là cái điều thấp kém nó vẫn là một điều rất là phiền não cho nên những một số vị tu thiền rồi các vị đó đi lên các cái cảnh giới phạm thiên sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sở hữu xứ phi tưởng phi phi tưởng xứ lên trên đó nhưng mà do chưa có Chứng đắc đạo quả Chưa phải là thánh nhân Cho nên là vẫn còn sanh tử luân hồi Sư nói hai cái này đó Cái dục truyền và cái hữu truyền Một vị thánh à, Hữu học vẫn còn Vẫn còn đây là sao Như sư nói như ông cấp cổ đọc Ông vẫn còn Thích thú trong các cái việc là Bố thí cúng dường trong cái việc là phụng sự à, tam bảo trong cái việc là hộ độ chưa tăng hoặc là à, à, ông có sư không nhớ ông có bao nhiêu bà vợ nhưng mà ông cũng có mấy người con đấy ba người con gái và ít nhất là ba người con trai nếu sư nhớ không lầm ít nhất có, ông có ba người con trai đấy rồi bà quý sa kha thì bà đặc biệt bà thích nhiều con cái cho nên bà đẻ rất là nhiều. Thì cái cái đó vẫn còn là cái dục truyền, nó vẫn còn là cái sự trói buộc. Hay như là bà Supawasa là mẹ của ngài Shiva Lý mà chúng ta thờ ở đằng trước này nè. Quý vị biết là bà mang thai ngài Siva Lý 7 năm 7 tháng và chuyển dạ trong 7 ngày đẻ không được ngài শিব lý kẹt ở tử cung bà mẹ đó, bà đau ghê lắm, bà đau đến mức là bà nghĩ bà gần chết rồi đấy Và bà coi như bà gửi cái lời trăn chối của bà đến cho chồng của mình nhờ đó, đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và khi người chồng đó, đến gửi lời đảnh lễ của của bà đến Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn xét thấy cái duyên nghiệp của hai mẹ con đã đến lúc kết thúc rồi cho nên ngài mới chúc phúc là chúc cho mẹ tròn con vuông. Sau khi Đức Phật chúc phúc xong đó thì ngài Siva lý đẻ ra được. Đấy, rồi sau đó đó, à, bà Sipawasa làm một buổi lễ che tăng cúng dường đến Đức Thế Tôn. Khi Đức Thế Tôn đến hỏi bà đấy là bà có còn muốn đau đẻ có còn muốn đẻ nữa hay không có nghĩa là cũng muốn là 7 năm 7 tháng le 7 ngày nó như vậy nữa hay không á đâu đến mức đó có còn muốn nữa hay không bà nhìn ngài lý đẹp quá dễ thương quá bà nói là cỡ như con đứa con này của con con đẻ thêm 10 đứa nữa cũng được quý vị thấy bà là một vị thánh sơ quả đó nhưng mà bà vẫn bà cái bà không mong muốn không phải là các cái dục thấp hèn như mình thấp kém như mình là không phải mong muốn trong các cái chuyện nam nữ nhưng mà cái chuyện mà đẻ con này bà khoái mặc dù nó đau có lẽ ở đây là quý phụ nữ là chắc quý vị hiểu đức phật nói trong tăng chi bộ kinh ấy, người phụ nữ ấy, cho đến già chết cái sự đẻ con đối với họ vẫn không bao giờ là cạn kiệt giả sử như mà họ vẫn còn đẻ được nữa mà nó không có gánh nặng á họ đẻ tiếp đấy và đức thế tôn nói như thế này chính vì các cái đau khổ các cái sự trói buộc nó ẩn nấp trong các cái vị ngọt trong các cái sự dễ chịu cho nên nó đánh gục các cái người dễ vui có nghĩa là những cái người không có sự tỉnh giác không có sự tinh tấn quán sát các pháp đức phật nhắc nhở bà sức như vậy thành ra quý vị thấy là một vị sơ quả các ngài vẫn còn cái sự ràng buộc trong các dục các ngài vẫn còn nhưng mà một lần nữa sư nói là đừng nghĩ rằng các ngài chắc cũng như mình là sai bởi vì sao bởi vì dù cho các cái vị thánh Các ngài vẫn còn ràng buộc Ở trong các dục Một đặc điểm mà sư nghĩ là quý vị phải nhớ này Các ngài không bao giờ còn các cái sự xa đọa nữa Có nghĩa là các ngài không bao giờ xa đọa Mình còn ham ăn uống ngủ nghỉ thì xin thưa các cái sự ham ăn uống ngủ nghỉ đó nó dẫn đến các cảnh giới xa đọa trong cái kiếp lai xanh nhưng mà các vị thánh thì không các ngài không còn sa đọa nữa do đâu do các ngài không còn thân kiến là cái mà chúng ta đang nói đây nè không còn chấp tôi và của tôi từ đó đó các ngài không làm các cái việc ác chính bởi vì các ngài không làm các ác nghiệp do đó các ngài không còn sa đọa nữa nhưng mà một đặc điểm vị thánh hơn chúng ta ở chỗ này. Dù cho bây giờ đó quý vị tu hành tinh tấn ha, giữ gìn chánh niệm giới hạnh trong sạch hoàn toàn. Sư nói ngay cả một vị tu sĩ. Bắc truyền giữ 250 giới, Nam truyền giữ 227 giới. Dù cho một vị tỳ kheo giữ gìn giới hạnh trong sạch, tu thiền, giữ gìn chánh niệm 100% Chết chưa chắc đi lên hay đi xuống Tại vì sao Bởi vì các cái quả của đời quá khứ ấy, Nó chỗ Đời nay anh tu tốt Đời nay anh là một vị tăng thống Đời nay anh là một vị tam tạng pháp sư Đời nay anh là một vị thiền sư Nhưng mà đời trước anh tu cái kiểu gì ai biết Có khi cách đây Năm kiếp Mười 10 kiếp, một 100 trăm kiếp, một ngàn kiếp Mình từng là một cái phường trộm cướp từng làm những cái phường ác nhân thất đức mình không biết mà đời nay mình tu rất là tốt cái quả mà thời sửa thời xưa đó đến lúc cận tử nó chỗ vẫn đi xuống như thường nhưng mà đương nhiên những cái việc chúng ta giữ giới nè ha chúng ta tu thiền nè ha chúng ta làm các việc công đức nó vẫn còn đó nó không mất nhưng mà do cái giây phút cận tử đó cái quả ác nghiệp quá khứ nó trổ lên anh vẫn có khả năng đi xuống tuy vậy một vị thánh một vị thánh ngay từ giây phút chứng thánh Vì ấy không còn khả năng xa đọa hay ở chỗ đó hơn mình rất là nhiều à, ở Phật giáo phát triển thì có nhắc đến à, mẹ của ngài Mục Kiền Liên nhưng mà phật giáo nam truyền thì đặc biệt nhắc đến mẹ của ngài xá lợi phất do mẹ ngài xá lợi phất là bà sari đó bà đẻ bao nhiêu người con có trai có gái thì bấy nhiêu người con đều đi xuất gia xuất gia hết từ đó bà rất là hận đức phật bà hận luôn cả tăng đoàn là bởi vì cái con người này và những con người này chia rẽ tình cảm mẹ con và ngài Xá lại phất biết rằng nếu như mà ngài không độ bà mẹ của mình ấy bà mẹ của mình chắc chắn đi địa ngục do cái đối tượng mà bà sân hận là đức thế tôn và tăng đoàn do đó trong cái đêm cuối cùng trước khi ngài Xá lại phất liên tịch ngài trở về thăm mẹ và độ cho bà mẹ chứng sơ quả thì trong cái giây phút mà bà mẹ vừa chứng sơ quả đó là bà cắt tuyệt cái con đường đi địa ngục Điều này phàm phu chúng ta làm không được Mặc dù các vị thánh sơ quả Các ngài còn sự ràng buộc trong các dục Nhưng mà hơn chúng ta rất là nhiều Đấy cho nên Đừng có nghĩ rằng chắc Các vị đó cũng như mình Còn cái hữu truyền á Của phàm Nó cũng không giống như hữu truyền Của các vị thánh sơ quả Hữu truyền của phàm á thì đó giống như là một con ruồi nó bay trong một cái hũ và nó không cách chi nó bay ra khỏi cái hũ được họ không có lối ra dù cho anh tu lên các cái tầng thiền phi tưởng phi vi tưởng rồi hết tuổi thọ anh vẫn đi xuống nhưng mà các cái vị thánh hữu học á các ngài khác ở chỗ đó là các ngài biết cái lối ra các ngài biết lối ra nằm ở chỗ nào nhưng mà các ngài còn thấy thích thú ở trong các cái tầng thiền Các ngài còn thấy là các cái tầng thiền khi mà chứng thiền Thì cái việc chứng thiền đó nó được an lạc Và các ngài vẫn còn thích thú ở trong đó à, Giống như, xin lấy ví dụ như Một vị thánh sơ quả khi chứng thiền Từ sơ thiền cho đến bát thiền thì các ngài thỉnh thoảng thì vẫn thích thú trong cái việc là nhập thiền và an trú ở trong đó bởi vì ở trong các cảnh giới thiền á, nó an tịnh ghê lắm quý vị ai có hành thiền thì quý vị thấy khi chúng ta hành thiền á, chúng ta chưa chứng đắc gì hết nhưng mà cái sự an lạc của cái việc buông xuống hết các cái dục lạc hoặc các cái phiền não á, nó an lạc nhưng mà chúng ta không bằng một gốc không bằng một cái móng chân của các ngài khi các ngài chứng đắc các cái tầng thiền thì thỉnh thoảng các ngài vẫn vào thiền. nhưng mà đó à, ví dụ như là trong trường hợp là ngài Ananda thì trong kinh mô tả là ngài vẫn thường an trú vào các tầng thiền để ngài nghỉ trưa. nhưng mà trong trường hợp ngài các cái vị thánh đệ tử các vị a-la-hán các ngài không thường vào thiền. các ngài chỉ vào khi nào các ngài cần thôi ví dụ như là các ngài thấy là các cái tâm của các ngài và thân của các ngài tiếp xúc với thế gian nhiều và nó cần được nghỉ ngơi được nghỉ ngơi ở đây không có nghĩa là các ngài ô nhiễm mà giống như là nó hoạt động nhiều và nó cần được một cái sự nghỉ ngơi thì khi đó các ngài an trụ vào trong thiền để an dưỡng thân và tâm cần thì các ngài vào chứ các ngài không có sự ham thích ở trong đó nhưng các vị thánh thì còn thích một điểm đáng lưu ý ở chỗ này nếu như phàm phu chỉ bằng mắt nhìn chỉ bằng việc sống chung xin nói là ngay cả các vị tỳ kheo mà sống chung thì không phân biệt được hai vị một vị thánh a la hán tứ quả và một vị thánh tam quả không phân biệt được bởi vì đơn giản là vị thánh tam quả đó các ngài không còn dục ái và sân thì các ngài y như một vị thánh tứ quả chẳng qua là các ngài vẫn còn cái sự thích thú trong thiền định. Mà quý vị thấy thì hai vị ngồi thiền thì chúng ta đâu biết được là vị nào tam quả, vị nào tứ quả. Đấy. Còn cái kiến cái kiến uh, truyền cái ở đây đó, trong A Tỳ Đàm nói có nghĩa là nói đến các cái tà kiến, nói đến các tà kiến thì các cái vị thánh hữu học các ngài không còn tà kiến nữa. Các ngài vẫn còn cái si, các vị thánh hữu học á các ngài vẫn còn cái si. Nhưng mà các cái si đó nó không đưa các ngài đến cái tà kiến. Nhất thì sư nói cái tà kiến ở đây là có hai cái tà kiến căn bản. Đó là thường kiến và đoạn kiến Hoặc nói một cách khác Cái tà kiến thứ nhất ấy, là Không có tin nhân quả Không có tin nhân quả Thì các vị thánh hữu học Các ngài không còn cái tà kiến đó Cái tà kiến thứ hai đó Là còn xem trọng cái, cái ta và cái của ta mà ở trong kinh um, kim cang có cái gọi là ngã nhân chúng sanh thọ giả đó. Thì chúng ta gọi tóm gọn nó là cái thân kiến, cái thân kiến thì các vị thánh hữu học các ngài không còn cái đó nữa. Cho nên các vị thánh hữu học các ngài không còn tà kiến, mặc dù các ngài vẫn còn cái nhân còn cái si có nghĩa là chưa có dẹp trừ hoàn toàn các cái phiền não thì các ngài vẫn còn si nhưng mà tà kiến thì các ngài không còn cho nên ở đây đó cái kiến truyền á là chỉ cho phàm phu chứ không chỉ cho các cái vị thánh thủ học còn cái vô minh truyền á còn cái vô minh truyền là gì là sự không hiểu thấu về bốn đế có nghĩa là sự chưa hiểu hết về bốn sự thật là sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân của khổ, sự thật về chấm dứt khổ và sự thật về con đường đưa đến sự chấm dứt khổ và chính vì chưa có hiểu thấu toàn bộ chưa có hiểu thấu triệt bốn cái điều này cho nên là các vị thánh à, hữu học các ngài vẫn còn trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi. Nhưng mà cái sự sư lập lại là sự cho lăng luân hồi của các ngài không có giống mình Một vị thánh sơ quả các ngài còn luân hồi ở cõi dục tối đa là bảy kiếp Mà bảy kiếp đó đó là bảy kiếp sung sướng Chứ không phải là bảy kiếp như mình đâu ha. Ví dụ như làm chuyển luân thánh vương Hoặc là làm vua của một cái quốc độ hoặc là làm những cái vị là trưởng giả chứ không có những kiếp đọa lạc còn vị thánh nhị quả tư đà hoàng á, thì các ngài giảm nhẹ dục ái và sân cho nên các ngài chỉ còn luân hồi ở cõi dục tối đa là một kiếp nữa thôi cho nên gọi các ngài là các cái bậc nhất lai đấy và các cái vị tam quả các vị Anaham hàm do các ngài không còn dục ái và sân cho nên các ngài không còn luân hồi ở cõi dục nữa các ngài sẽ sanh về các cái cõi tịnh cư do đó gọi các ngài là các bậc bất lai là bởi vì các ngài không còn quay lại cõi dục nữa do đó, đó cái dòng luân hồi của các cái vị thánh hữu học không giống như mình bản thân chúng ta các cái dòng luân hồi là vô tận vô tận giống như trong kinh pháp cú đức phật nói là đường dài cho kẻ mệt đêm dài cho kẻ thức luân hồi dài kẻ ngu không biết chân diệu pháp ở đây là tứ đế có nghĩa là phàm phu chúng ta đó mà chưa có hiểu được tứ đế đó thì cái dòng luân hồi của chúng ta nó còn dài dài Đương nhiên ở đây sư không nói đến à, những cái vị có đại hạnh đại nguyện. Bởi vì các cái vị đại hạnh đại nguyện á các vị cái kiếp nào mà có vị chánh đẳng chánh giác ra đời thì các ngài vẫn tu tập và các ngài hiểu thấu bốn cái sự bốn sự thật này ở các cái cấp độ phàm phu. Quý vị nên nhớ nè. Một vị chánh đẳng chánh giác, một vị chánh đẳng chánh giác xét về cái sự hiểu biết ấy. cái sự hiểu biết của ngài đối với tất cả các cái phương pháp tu tập là các ngài không có gốc khuất và các ngài không bao giờ coi thường một phương pháp nào đưa đến giác ngộ chính bởi vì các ngài không bao giờ coi thường bất kỳ một phương pháp nào đưa đến giác ngộ do đó các ngài mới đi đến cái quả vị giác ngộ Thành ra cẩn thận nha Trong các cái phương pháp tu tập đưa đến giác ngộ Không có phương pháp nào cao cấp hơn phương pháp nào Chỉ có phù hợp với mình hay không mà thôi Riêng đối với một vị chánh đẳng chánh giác Bồ Tát chánh đẳng chánh giác á, Là các ngài phải hiểu hết Hiểu thấu triệt tất cả các phương pháp Và các ngài phải hoàn thiện tất cả Do đó các ngài mới dạy được cho chúng sanh và chính bởi vì như vậy các ngài không bao giờ coi thường bất kỳ một phương pháp nào đưa đến giác ngộ. Ha. Còn tiếp theo ở trong chánh kinh á ghi là vị ấy biết rõ đất là đất. Thì cái gọi là cái thắng tri á cha na tí cái á phí đó á phí có nghĩa là vượt lên trên á phí có nghĩa là vượt lên trên mà cái cha na tí đó Nó có nghĩa là Cái sự biết Cái sự biết nhưng mà Có cái trí tuệ ở trong đó là Có, có cái trí Cái ban nha đó Mà hán dịch là bát nhã đó Có cái trí ban nha ở trong đó Thành ra là cái áp phí cha na tí đó Chúng ta gọi là thắng tri Và các nhà thắng tri cái gì? À, thắng kỳ đó tứ đại này đó, có nghĩa là đất nước lửa gió thì nó không thể nào tránh khỏi ba cái đặc tánh đó là vô thường khổ và vô ngã tức là các ngài thấy được bản chất của các pháp Bản chất của các pháp nó không tránh khỏi cái sự rỗng không Và nó biến đổi không ngừng Nó vốn dĩ không có cốt lõi Đấy Do đó các vị thánh sơ quả Các ngài không còn thân kiến nữa Tức là không còn cái gọi là Ta là của ta Các ngài không còn mà nói theo kiểu hán tạng đó là không còn chấp vào ngã, nhân chúng sanh thọ giả thì không còn nữa. Đấy. Rồi thế nào là vị ấy không nghĩ tưởng về đất? Cái không nghĩ tưởng về đất ở đây đó là do các cái sự nghĩ tưởng sai biệt, có nghĩa là do các cái sự tưởng tượng khác nhau. Mà ở đó đó chúng ta còn có ái, mạng, kiến, nghi thì đó là, đó là bốn cái ái mạng kiến nghi ái là gì đó là sự tham muốn trong các dục còn sự ham muốn còn sự thích thú à, cho đến cái sự tham muốn trong các cái tầng thiền thì nó vẫn là ái mạng á có nghĩa là cái sự ngã mạng nhưng mà do các vị thánh thì không còn ngã nhưng mà các ngài còn mạng đó là gì các ngài còn thấy À, tự hào còn thấy tự hào, đấy còn thấy thích thú còn thấy tự hào, có nghĩa là các ngài vẫn còn có sự so sánh, nhưng mà không có phải so sánh Bậy như chúng ta, có nghĩa là các ngài biết à, cái sự tu của cái tấm thân tứ đại này nè nó giỏi hơn người khác, đấy còn thấy tự hào về cái chuyện đó, còn thấy tự hào là có nhiều tài sản còn thấy tự hào là có cái sự um, phục vụ um, đối với uh, tăng đoàn thì vẫn còn các sự tự hào đó vẫn còn nhưng mà không còn thân kiến còn cái kiến á là các cái tà kiến ha, các cái tà kiến nghi là sự nghi ngờ thì bốn cái đó đó vì thánh sơ quả thì không còn cái thân kiến và hoài nghi Đấy, không còn thân kiến và hoài nghi do bởi vì đâu do bởi vì đó các vị thánh hữu học đó các ngài đã thật sự thấy được niết bàn thấy được bằng cái trí tu tập của các ngài phạm phu chúng ta đó chỉ có cái trí văn đó là cái sự nghe khi chúng ta học đạo đó chúng ta nghe thì chúng ta tin do chúng ta tin đức phật thành ra chúng ta tin những cái lời dạy của ngài và chúng ta có cái sự suy tư Đó là cái trí tư Nhưng mà cái trí tu á Chúng ta chưa có Và cái trí, trí tu của chúng ta nếu mà có Thì nó cũng chỉ có ở cấp độ phàm phu Nếu mà nói theo các cái trí tuệ quán á, thì chúng ta chỉ đến cái hành xã tuệ là hết rồi Nhưng mà cái trí tu của một vị thánh á, là các ngài đưa đến sự chấm dứt phiền não và một khi phiền não nó đã chấm dứt rồi là nó không bao giờ xuất hiện trở lại nữa. thành ra một khi các ngài đã bỏ được cái thân kiến và hoài, thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ thì các ngài không bao giờ mà các cái phiền não nó quay trở lại. nó giống không giống chúng ta ví dụ như chúng ta quét nhà thì chúng ta vẫn phải quét thường xuyên bởi vì không quét ngày nào là ngày đó nó dơ nhưng các vị thánh thì các ngài không còn cái kiểu đó nữa. Không còn. Các ngài đã đã bỏ được cái nào là các ngài nhổ tận gốc rễ cái đó luôn. Đấy. Cho nên ấy, các ngài không bao giờ còn có cái suy nghĩ là thường không bao giờ. Các ngài luôn luôn nghĩ là vô thường, khổ vô ngã chứ các ngài không bao giờ còn cái suy nghĩ là thường lạc ngã tịnh các ngài không có Các ngài bỏ được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ Thân kiến là sư nói từ mấy hôm nay rồi Đó là cái sự chấp ngã tôi và của tôi Là các ngài không còn nữa Cái thứ hai đó là sự hoài nghi Hoài nghi ở đây là hoài nghi cái gì? Thứ nhất là hoài nghi về cái người thầy của mình Đối với Phạm Phu á thì đó là sự hoài nghi à, Không biết ông thầy này Ông nói có đúng hay không Không biết ông thầy này Ông có dạy có đúng hay không Đấy Rồi không biết là mình tu như vậy Là nó có đi Nó có đúng đường lối hay không Nó có đi đến cái con đường giác ngộ hay không Thì mình hoài nghi Hoặc là mình hoài nghi Đức Phật Hoài nghi là không biết là Đức Phật có thật sự là Ngài giác ngộ hay không Không biết là Ngài có thật sự là ngài chỉ cái con đường là mình đi như vậy là nó có đúng đưa đến cái sự giải thoát hay không? Hoài nghi, hoài nghi pháp, đấy là không biết cái sự các cái pháp đó nó có đúng hay không, hoặc là hoài nghi tăng, đó là mình không biết là có hay không những cái vị thánh mà đã hoàn toàn loại bỏ các cái phiền não, nhưng mà một vị thánh hữu học có có nghĩa là một vị thánh thấp nhất. Ấy, các ngài không bao giờ còn có sự hoài nghi đó nữa Có một lần Khi Đức Phật và Tăng Đoàn Đến dự một buổi lễ trai Tăng Và Đức Phật thuyết pháp Sau khi ngài thuyết pháp xong Cái người gia chủ Chứng đắc sơ quả tu đào quần và Đức Thế Tôn đi về trú xứ thì khi Đức Thế Tôn vừa mới đi về đấy Ma Vương xuất hiện Giả dạng Mang cái hình dáng của một vị chánh đẳng chánh giác Với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp Đến gặp cái vị gia chủ đó Vị gia chủ do chỉ mới chứng sơ quả thôi Và các ngài không có ý nghi ngờ Đức Thế Tôn Do đó, đó gặp Ma Vương giả dạng Vị ấy không có nghi ngờ Và vị ấy quỳ xuống lạy Đức Thế Tôn Giả thì khi đó đó Ma Vương mới nói rằng Khi nãy Như Lai nói còn thiếu sót Không phải tất cả các pháp Không phải tất cả các hành đều là vô thường Mà có cái thường, có cái vô thường Có nghĩa là Ngoài cái chuyện mà nó vô thường biến đổi Nó còn có một cái vĩnh cửu nữa Nhưng mà Như Lai chưa có nói Như Lai quên, chưa Như Lai chưa có nói Ngay lập tức người cư sĩ đứng bật dậy Không từ cái tư thế mà đang quỳ đứng bật dậy nói rằng ông không phải là đức thế tôn ông là ai và ngay lập tức ma vương biết là cái người này đã phát hiện ra và biến mất có nghĩa là một vị thánh sơ quả đó vì ấy không còn một cái khái niệm là có cái gì đó thường hằng bất biến thì không còn và vì ấy tin chắc rằng các pháp là vô thường khổ và vô ngã các ngài biết chắc là như vậy mặc dù biết là vô thường nhưng mà vẫn còn thích đấy thì vẫn còn nhưng mà chắc chắn chắc chắn một điều các hành là vô thường các ngài tin chắc như vậy đấy còn cỡ như chúng ta xin thưa là lỡ mà gặp một cái vị mà cao tăng đắc đạo mà ngồi trên hư không thuyết pháp á. sư giả sử ngồi trên hư không thuyết pháp ở dưới có cái có cái tòa sen á, phóng hào quang coi như là khỏi thắp đèn luôn á thì lỡ vì ấy mà có nói cái gì chắc chúng ta cũng bưng về mà thờ nhưng mà các cái vị thánh thì không bao giờ có chuyện đó dù cho một người giả dạng hình tướng của đức thế tôn đi chăng nữa mà nói lệch với chánh pháp là các ngài biết chắc không phải liền phàm phu chúng ta thì dễ đi theo cái sự tưởng tượng cái sanh nha đó cái tưởng á cái tưởng tri á cái tưởng tri theo định nghĩa của chú giải có nghĩa là cái sự biết mà dựa trên sự suy xét và phán đoán của bản thân của cá nhân mình ấy mình thích mình tin là mình tin chứ nó không dựa theo chánh pháp đấy mà lỡ mà hôm nào mà có một người nói ta là bồ tát tái sanh hoặc là hoặc là phật thị hiện mà nói rằng cái chỗ này là do các vị sau này kết tập thiếu đây là cái kinh mà ta lưu truyền là từ hồi xưa bây giờ ta sẽ thuyết cho các ông nghe thì chắc có khi là mình quỳ xì sụp mình lại nhưng mà đó là phàm mới làm chuyện đó các vị thánh đương nhiên các ngài theo tinh thần của kinh đại bác niết bàn đó là gì các ngài không vội vã phủ nhận Nhưng mà cũng không vội vã tiếp thu Các ngài lắng nghe Và so sánh đối với kinh và luật Nếu như nó trật với kinh và luật Nó không đúng với kinh và luật Thì dù cho con người đó có tự xưng là Bồ Tát thị hiện Tự xưng là Phật xuất hiện Thì các ngài cũng thôi néo qua một bên còn nếu như mà so sánh mà nó đúng với kinh và nó đúng với luật á, thì dù cho đó là một người ăn sinh, một người ăn mài, thì các vị đó vẫn xá tai chào, xá đầu đảnh lễ. Đấy, khác. Các ngài dựa trên Pháp, chứ không phải là dựa trên cái sự nhận thức cá nhân. Đấy, và các vị thánh hữu học ấy, nhận thức rõ rằng, tất cả chúng sanh đều bị chi phối nghiệp và quả của nghiệp Đấy. chúng sanh hạnh phúc hay đau khổ là do nghiệp và quả của nghiệp chứ không có một cái đấng thần linh nào mà có quyền ban phúc giáng họa thì không có và không có một quyển sổ gọi là quyển sổ sanh tử mà ghi định rõ là một con người nào đó là họ phải như vậy coi như là chạy trời không khỏi nắng thì chuyện đó không có có nghĩa là không có một cái định mệnh thì không bao giờ có chuyện đó. Bởi vì các cái vị thánh hữu học á các ngài tin chắc nên nhân quả. Mình làm cái gì thì mình chịu trách nhiệm cho cái đó. Chứ không có một ai có quyền ban phước giáng họa cho đến chư thiên thì họ cũng chỉ là những cái chúng sanh có phước thôi. Và họ cũng không phải là cái đối tượng Để mà cho các vị thánh sơ quả tôn thờ Các vị thánh tôn thờ thì các ngài không có Dù các ngài là tại gia cư sĩ Các ngài kính trọng thì có kính trọng ha, Có kính trọng các vị trời thì có nhưng mà không có chuyện là các ngài coi như là quỳ xì sụp mà lại mà xin cái này xin cái kia như mình Sư nói nhiều vị đi chùa nghe đạo học đạo cho đã vậy chứ còn trên đường về đó trên đường về mà nghe cái miếu nào cái miễu nào mà nó linh ấy là cũng ghé vô à tôi thấy nhiều lắm tết ấy, mà đi viếng 10 cái kiển chùa mà trên đường đi mà ghé ghé ngang cái miếu nào của ông nước lạnh nước sôi gì đó là nghe nó nghe nó linh linh nghe có cái mùi nhang khói á, là vô quỳ xì sụp mà lại xin đủ thứ hết thì các vị thánh không có kính trọng thì có kính trọng nhưng mà không vì cái chuyện đó mà quỳ lại mà xin cái này cái kia thì không có bởi vì các cái vị trời họ chẳng qua là các cái chúng sanh có phước thôi và nếu như chúng ta đối đãi tốt với họ thì họ cũng đối đãi tốt với mình sẵn đây nhắc luôn có những thái độ mà chúng ta đối với các cái hàng phi nhân từ chư thiên cho đến những người khuất mài khuất mặt thái độ đầu tiên là thái độ của kẻ nô lệ thái độ của kẻ nô lệ là như thế nào quỳ xì sụp khấn vái xin và Cung phụng cúng dường là coi như là coi họ bằng ông trời á Mà có khi họ là trời thiệt Đấy Và có nghĩa là chúng ta là nô lệ của họ Xin rồi điều, nghe theo họ điều khiển Coi như là họ khiển cái gì là mình nghe theo cái đó Đó là thái độ thờ phụng của người nô lệ Thái độ thứ hai Là thái độ Của người bạn Đó là thái độ của người hiểu đạo phàm lẫn thánh đó là gì đối xử với họ như những người bạn họ cần cái gì thì mình cho họ cái đó ví dụ như à, họ cần hương cần hoa thì mình vẫn dân hương dân hoa cho họ nhưng mà dân với cái tư thế của một người bạn giúp đỡ nhau tôn trọng nhau kính trọng nhau chứ không phải là quỳ xì sụp xuống mà xin xỏ thì không có đó là thái độ của người bạn tôn trọng Ha, tôn trọng với các vị đó Và thái độ thứ ba Đối với chư thiên và phi nhân Đó là gì Thái độ của người mẹ Tức là Đối với chư thiên và phi nhân Xin lấy ví dụ như Quý vị đến những cái cội cây Như là cội cây ở chùa Có những cái cây rất là lớn Quý vị tin là ở đó có các vị thọ thần Quý vị rải tâm từ đến với họ sống với họ bằng bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Đối với họ bằng một cái tâm từ ái, đối với họ bằng một cái tứ vô lượng tâm. Đó là thái độ của một người mẹ. Và thái độ thứ tư là thái độ của một người thầy. Đó là gì? Dạy đạo và hướng dẫn họ đi đến con đường giác ngộ xin thưa thì chư thiên ở đâu thì cũng có nhưng mà những vị trời ở chùa đó thì ít nhất những vị chư thiên đó các vị thường nếu như chúng ta có tu á các vị gần gũi và các vị lắng nghe chánh pháp và chúng ta bằng cái đức của một người tu á chúng ta độ họ thì đó là thái độ của một người thầy cái này thì có lẽ là thời Đức Phật có nhiều Còn thời nay hơi hiếm Đấy. Thì đó là có bốn thái độ đối với chư thiên Và các cái vị phi nhân Mà chúng ta gọi là các cái bậc là khuất mài khuất mặt ha, Có bốn thái độ Tùy chúng ta muốn lựa cái gì thì chúng ta lựa Nhưng mà một vị thánh á một vị thánh từ sơ quả trở lên Các ngài chỉ có ba thái độ Hoặc là với như một người bạn hoặc như một người mẹ hoặc như một người thầy chứ không bao giờ có thái độ của một người nô lệ còn các cái cảnh giới các cái bậc thiền chứng thì các ngài biết là đó là do cái sự tu tập các cái tầng thiền từ đó có sự chứng đắc và đi lên trên đó và bản thân các cái thiền các cái tầng thiền mình gọi là cha ná đó các cái tầng thiền thì chỉ là sự đè ép tạm thời các phiền não giống như lấy đá đè cỏ và các ngài các vị thánh hữu học đó biết rõ bằng thực chứng bằng thực chứng niết bàn là cái gì do đó các ngài không có sự tưởng tượng sai lầm về niết bàn không có sự biết sai lầm về niết bàn giống như sư nói một người được chữa khỏi mắt dù là mắt của người đó còn mỏi chưa có mở ra thẳng nhưng mà người đã được chữa khỏi mắt á, người ấy không còn vì bất kỳ một lý do gì mà còn tưởng tượng sai lầm hình dáng của một con voi. Còn phàm phu chúng ta học đạo thì cũng giống như là một người mù sờ voi thôi. Đương nhiên, chúng ta học đạo nhiều thì không đến nỗi là chúng ta chỉ sờ được một bộ phận con voi. Mà chúng ta có thể sờ được rất nhiều những nơi trên con voi Tùy theo cái mức độ pháp học và pháp hành của chúng ta đến như thế nào Có nghĩa là tùy theo cái trí văn, trí tư và trí tu của chúng ta Nhưng mà cái sự tưởng tượng của người mù về con voi đó Nó không giống như của một vị thánh Tức là của một người sáng mắt Thì không giống Nhưng mà nó cũng không có xa mấy còn một vị thánh thì đương nhiên do các ngài đã phá dần cái lớp màng vô minh cho nên các ngài biết rõ niết bàn là cái gì và các ngài không còn cái sự hiểu sai lầm về niết bàn nữa còn các cái vị thánh a la hán ấy, thì chúng ta gọi các ngài là tuệ truy là pacha pach tí tức là cái nhìn như thật Nghĩa là sao? Các ngài nhìn bằng trí tuệ, chứ các ngài không còn nhìn bằng sự tưởng tượng nữa. Mà chúng, chúng ta à, Hán thì gọi nó là cái trí bác nhã, là cái trí banh nha đó, cái trí bác nhã. Thì các ngài nhìn thế gian bằng cái trí bác nhã. Ngài dùng cái tuệ trí đó, dùng cái trí tuệ đó, ngài nhìn, ngài nhìn thấu bản chất của các Pháp các ngài không còn phải tưởng tượng các pháp nữa. Do đó có một vài từ được mô tả với các ngài như là các vị A La Hán. A La Hán có nghĩa là sao? A La Hán có nhiều nghĩa. Cái nghĩa đầu tiên á, A La Hán có nghĩa là các ngài đã giết chết kẻ thù. Kẻ thù đây là gì? Kẻ thù đây là những cái phiền não có nghĩa là các ngài đã giết chết kẻ thù tức là tham sân si các ngài đã giết sạch kẻ thù còn chúng ta là những người nuôi dưỡng kẻ thù nuôi ông tay áo mà nuôi khỉ dòm nhà là chúng ta những cái mị châu cứ vì cái lòng thương tưởng mà đi đâu nó cũng rải cái lông ngỏng còn các ngài các vị a la hán là đã giết chết kẻ thù các ngài không còn kẻ thù nữa À, ngoài ra đó a la hán còn có ý nghĩa đó là um, xứng đáng được cúng dường là phước điền của chư thiên và nhân loại ứng cúng là xứng đáng được cúng dường là nghĩa đó là nghĩa của từ a la hán ngoài ra đó chúng ta còn một cái từ nữa định nghĩa cái bậc A-la-hán đó là cái từ um, Khi-na-sa-quát Có nghĩa là cái từ lậu tận Lậu tận ở đây nghĩa là Sự đoạn sạch hoàn toàn phiền não Đó tức là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu Thì ba cái lậu này Nó tương đương với cái truyền ấy, Hồi nãy sư đã nói ở trên rồi Thế A-ti-đàm thì thêm một cái lậu nữa Đó là kiến lậu sở dĩ mà sư để quý vị ghi những cái từ ba ly à, đó là để chi để cho quý vị có cơ sở để mà quý vị tìm tìm ở trong chú giải hoặc trong kinh tạng để xem là ông sư hạnh tuệ Ông nói có cơ sở hay không quý vị à, thấy cái từ là dục lậu kama sá quá đấy mà sư định nghĩa cái dục lậu á mà quý vị thấy là nó không biết là ông này ông tự ông định nghĩa hay là ông có tham khảo chú giải quý vị dùng cái từ kama quá này nè quý vị tìm mở chú giải tìm bây giờ nó có công cụ rồi ha có máy tính quý vị tìm nó sẽ hiện ra thiện thẳng ra một cái đoạn pali định nghĩa cái từ đó và quý vị nếu như có học Pali thì quý vị sẽ biết là cái này là ổng tự ổng bịa ra hay là ổng có cơ sở. Đấy, cho nên cái lợi ích của việc quý vị ghi những cái từ Pali là như vậy. Nhưng mà nói ở một cái khía cạnh khác, ở khía cạnh khác, có nghĩa là cái lậu hoặc á, à, sao quá, nó có ý nghĩa, cái sự chảy, nó còn có nghĩa là cái sự uh, chìm đắm, sự chìm đắm, sự tắm, sự tắm rửa, có nghĩa là sao có là sự do cái sự rò rỉ của các cái lậu hoặc này đó mà chúng sanh cứ luân hồi cứ tiếp tục tạo các cái nghiệp thiện bất thiện mà đa phần là bất thiện nhiều để rồi đi tiếp tục đi xuống các cảnh giới tái sanh rồi do chính bởi vì các cái a quá này đó có nghĩa là các cái lậu hoặc này đó mà chúng sanh chìm đắm trong cái dòng sanh tử luân hồi do đó cái a sa quá nó còn có nghĩa là sự chìm đắm là như thế đấy và do các cái, cái a sa quá này đó mà chúng sanh cứ tiếp tục trôi lăn trong cái dòng sanh tử do đó, đó khi mà nói về các cái lậu hoặc là nói về các cái khía cạnh ô nhiễm mà chính bởi vì những khía cạnh đó khiến cho chúng sanh trôi lăn trong cái dòng sanh tử luân hồi và đương nhiên ở trong phạm vi của bài này á chúng ta chỉ nói về cái sự hiểu lầm và cái gốc rễ của việc phát khởi cái thân kiến đó là cái nguyên nhân đưa đến cái sự hiểu lầm để chúng ta chấp vào cái ta và cái của ta còn cái cách thức cái phương pháp để mà đoạn trừ các cái lậu hoặc này Các cái an xá quá này Chúng ta sẽ học ở bài số 2 Tức là bài tất cả lậu hoặc Còn bây giờ là chỉ đưa ra vấn đề thôi Bài kinh này chỉ đưa ra vấn đề thôi Do đó Mới có chuyện là sau khi Đức Phật thuyết xong 500 vị đệ tử Không hiểu gì hết Do Chưa phải lúc Do đó các ngài có sắp xếp bài kinh số 1, bài kinh số 2 là có lý do chứ không phải không có lý do. bậc giữ lưu á, thì các ngài diệt trừ được các cái lậu hoặc mà đưa xuống các cảnh giới xa đọa. Do đó bậc giữ lưu các ngài không còn có cái chuyện là đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì các ngài không còn nữa. Đấy. Còn cái bậc nhất lai đó thì các ngài diệt được phần lớn phần lớn dục lậu cho nên là các ngài chỉ quay trở lại cõi dục một lần thôi còn các cái vị bất lai đó là các ngài diệt hoàn toàn dục lậu nhưng mà vẫn còn cái hữu lậu và vô minh lậu còn các cái bậc thánh a la hán đó, thì các ngài đoạn tuyệt hoàn toàn ba cái lậu hoặc dục lậu hữu lậu và vô minh lậu ngoài ra đó còn một cái từ nữa định nghĩa cho các cái vị a-la-hán à, sư nói nó một cái thông tin bên cạnh đó là gì trong Phật giáo Nam truyền hoặc là Phật giáo Nguyên thủy thì một vị chánh đẳng chánh giác vẫn gọi là một vị a-la-hán à, vẫn vẫn là một vị a-la-hán cái cho nên là trong thập lực mười lực của Đức Thế Tôn chúng ta có là ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ thì người trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn thì cái ứng cúng á bali nó là arahang thành ra là ở bali cái từ gốc là arahang samma sambuddho có nghĩa là a la hán chánh đẳng giác thì cái ứng cúng đó là cái từ a la hán đấy và cái ý nghĩa một cái từ nữa định nghĩa cho cái bậc a la hán đó là gì là bậc đã hoàn tất các phận sự tức là bậc đã hoàn tất các cái phận sự nghĩa là sao có nghĩa là cái việc cần làm các ngài đã làm rồi và các ngài không còn làm những cái chuyện gì lầm lỗi nữa các ngài không còn làm lỗi nữa và các ngài không còn phải làm thêm một cái gì nữa. sư nói giả sử như một vị đã chứng a-la-hán, dù là a-la-hán thinh văn hay là a-la-hán chánh đẳng giác, các ngài có nằm ngủ cho đến khi các ngài chết đi chăng nữa, cho đến khi các ngài viên tịch đi chăng nữa, thì cũng không có gì hết, bởi vì Việc gì cần làm các ngài đã làm rồi Các ngài không cần phải tu tập thêm gì nữa Cho nên một vị A-la-hán Vị ấy không cần phải tu tập thêm cái gì đó Do đó mới gọi các ngài là các bậc vô học Quý vị thử kêu Thế Tôn là Thế Tôn cần phải tu thêm một cái pháp độ nào nữa Một cái ba la mật nào nữa thì Xin thưa Thế Tôn không cần phải làm cái chuyện đó Một vị A-la-hán thinh văn cũng như vậy các ngài không cần phải tu tập thêm bất kỳ một cái gì nữa Nhưng mà các vị A-la-hán ấy Vẫn duy trì cái sự tinh tấn Bởi vì sao? Bởi vì lòng thương tưởng đối với chúng sanh Trong một lần Ngài a nậu lâu đà Mà chúng ta gọi là Ngài a nậu rút thá đó Ngài Trong một buổi bố tác thì Ngài có cái suy nghĩ ở trong tâm Là ta có nên đến tham dự hay không Đức Thế Tôn khi biết được tâm của Ngài An Nậu Lâu Đà đó Đức Thế Tôn xuất hiện và Đức Thế Tôn nói rằng Nếu như ngay cả ông mà cũng không đến Thì làm sao mà những người phàm ấy, Họ có thể làm gương họ noi theo có nghĩa là các vị thánh mà các ngài vẫn còn nỗ lực tinh tấn các ngài vẫn còn tu thiền các ngài vẫn còn hành thiền các ngài vẫn còn giữ gìn chánh niệm là bởi vì cái lòng thương tưởng đối với chúng sanh các ngài còn quý vị chúng ta còn nhìn thấy các ngài cố gắng các ngài giữ giới thì cũng chỉ bởi vì các ngài làm gương cho chúng sanh chứ các ngài không cần phải có thêm cái gì nữa để các ngài giữ, không cần có thêm cái gì nữa cho các ngài tu. Đấy. Và các ngài đó chỉ còn một việc là các ngài chờ niết bàn thôi. Do đó có một lần một vị Bà La Môn đến hỏi Đức Thế Tôn à xin lỗi đến hỏi ngài Xá Lợi Phất khi thấy ngài đang ngồi đó Ông mới hỏi là sao nhìn mặt ông buồn quá vậy? Thì ngài Xá Lợi Phất ngài trả lời: Ta mất cái gì đâu mà buồn. Thì vị Bà La Môn mới hỏi: Vậy chắc ông vui lắm hả?" Ngài Xá Lợi Phất nói: "Ta được cái gì mà vui?" Thì ngài Xá Lợi Phất nói như thế này: "Ta không có mong sống lâu." mà ta cũng không có cầu chết sớm, mà ta chỉ đơn giản là không muốn một cái cây nó còn xanh mà phải rụng sớm mà thôi. có nghĩa là các cái hành của các ngài đấy thuận theo duyên và tùy theo duyên. các ngài tùy thuận theo pháp chứ các ngài không miễn cưỡng bất kỳ cái gì. đấy. Cho nên tâm của các ngài dính không còn dính mắc nơi thiện và bất thiện. Các ngài không làm các việc ác đã đành rồi. Nhưng mà đối với các ngài, các việc thiện nó cũng không còn cần thiết. Bởi vì sao? Thiện và bất thiện là hai mặt của một đồng tiền. Và các ngài là những bậc đã vượt ra khỏi thiện và bất thiện các ngài không còn có cái thiện và bất thiện nữa các ngài không còn sự dính mắt nữa nhưng mà các ngài khi mà các ngài làm đi đứng nằm ngồi các ngài sinh hoạt do các ngài không có làm các điều ác cho nên các ngài vẫn làm những việc chúng ta xem giống như là việc thiện thí dụ như các ngài đối với chúng sanh bằng một tâm từ nhưng mà các ngài không còn sự dính mắt vào đó các ngài thấy một cái con chó khổ ở bên đường con chó đói ở bên đường các ngài sẵn sàng đem cái phần ăn khất thực của mình cho các con chó đó nhưng các ngài không còn sự dính mắt nơi các thiện hay bất thiện nữa các ngài thấy một vị tỳ kheo mà bị bệnh không ai chăm lo các ngài vẫn sẵn sàng bỏ thời gian ra các ngài chăm lo cho vị tỳ kheo bệnh nhưng các ngài không còn sự dính mắc nơi các cái thiện hay bất thiện nữa nhưng các ngài làm là bởi vì các ngài không thể làm ác mà thôi giống như ngài xá lợi phất khi mà ngài đi khất thực á, chưa tăng đi rồi ngài thường là vì ở lại sau cùng để chi để ngài quét dọn tăng xá cái việc ngài quét dọn tăng xá đó không phải là bởi vì ngài còn ham các cái thiện pháp không phải mà vì lòng từ bi của một vị a la hán ngài không muốn ngoại đạo họ nhìn vào họ có cái cớ để họ chê trách tăng đoàn chỉ vậy thôi và theo a tỳ đàm cái tâm của các vị a la hán khi các ngài sinh hoạt ở thế gian này các ngài dùng một cái tâm chúng ta gọi là tâm tố chúng sanh ấy khi mà họ làm họ có hai cái tâm chính đó là tâm thiện và tâm bất thiện mình không có cái này thì cái kia thôi giống như hai mặt của một đồng tiền chúng ta không làm thiện thì làm bất thiện còn các vị a la hán các ngài dùng tâm tố để các ngài sinh hoạt ở thế gian cái tâm tố nó có đặc tính giống gần với tâm thiện nhưng nó khác tâm thiện ở chỗ nó không cho quả ví dụ như chúng ta bố thí thì chúng ta sẽ có sau này chúng ta sẽ có gọi là có cái quả của việc bố thí nhưng một vị thánh các ngài dùng tâm tố để các ngài bố thí cho nên nó không cho quả của việc bố thí đó nữa cho nên một vị thánh a la hán các ngài đã vượt ra khỏi thiện và bất thiện do đó trong kinh đức phật nói là một câu kinh rất nổi tiếng đó là gì Chánh pháp còn bỏ huống là phi pháp Có nghĩa là các cái pháp thiện mà các ngài còn bỏ mà Nói chi là các pháp bất thiện Nhưng mà phạm vu chúng ta khác à Phạm vu chúng ta nghe cái câu đó Chúng ta lại dùng cái trí tưởng tượng Dùng cái sức tưởng tượng Một cái cảnh giới của một vị A-la-hán Thành ra là chúng ta bỏ luôn Tất cả pháp thiện lẫn bất thiện Nhưng mà phàm chúng ta thường á Bất thiện thì không chịu bỏ Bỏ thiện trước cái đã Đó là vấn đề của phàm Phu Có nghĩa là bất thiện vẫn còn Lười biếng có ha, Tham dục có sân hận Có ngã mạng có ganh tị Có bỏng sẻn có có đủ hết Bất thiện chưa kịp bỏ Mà mình lo mình bỏ thiện trước rồi Đó là vấn đề của phàm Phu Ngoài ra đó Còn một từ nữa Đó là bậc đã đặt gánh nặng xuống ngài đã đặt gánh nặng xuống nó có ba thứ gánh nặng nó có ba thứ gánh nặng thứ nhất là Khanh tha pha đó có nghĩa là ngủ uẩn là gánh nặng cái tấm thân này đó cái tấm thân ngủ uẩn này bản thân nó là gánh nặng và các ngài đã đặt xuống rồi đã đặt xuống rồi ở đây nghĩa là sao Uhm, chúng ta có một cái là hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn hữu dư y niết bàn á có nghĩa là vẫn còn mang cái tấm thân này thì do còn mang tấm thân này các vị a la hán vẫn còn bệnh vẫn còn bệnh đức thế tôn vẫn còn cái bệnh đau lưng vẫn còn bệnh đau lưng và ngài có khi là khi mà ngài chuẩn bị niết bàn ấy thì ngài vẫn còn cái bệnh kiết lỵ ngài bị cái bệnh kiết lỵ đấy thì còn các có tấm thân này là còn có bệnh nhưng mà ngài đã đặt gánh nặng xuống nghĩa là sao đã đặt cái tấm thân ngũ uẩn này xuống rồi có nghĩa là các ngài có thể khổ thân nhưng các ngài không bao giờ khổ tâm Thân các ngài có thể thọ khổ Nhưng tâm các ngài không bao giờ thọ khổ đó là cái sự đặt gánh nặng xuống của tấm thân ngũ uẩn. Quý vị biết ấy, là nếu như mà chúng ta hành tứ niệm xứ một cách đúng đắn, một cách chánh niệm chuyên cần thì nhiều người đã làm được một chuyện như thế này, cư sĩ nha, sư không nói tu sĩ, cái hàng cư sĩ tại gia quý vị đó mà nếu quý vị thực hành tứ niệm xứ mà chuyên cần mà đúng đắn á có nhiều vị cư sĩ làm được cái này Đó là gì Cái răng bị sâu Đau nó nhức Cái vị này nói nó, 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 nó hơi không có vệ sinh tí xíu Đó là Lấy đồ đó Gấp cái răng đó Tự nhổ Không cần đi bác sĩ Các vị ấy chỉ quán thôi Có nghĩa là Biết rõ cơn đau đang có mặt Và tự mình nhổ răng không cần phải đi bác sĩ mình làm không nổi cái răng đau mình vừa ông bác sĩ ông đưa vừa cái cây kim vô tí xíu là mình mình quéo rồi đó. mình bắt đó đầu là mình thấy sợ rồi chứ đừng nói chi đến cái chuyện là mình tự mình lấy cây kề mình nhổ cái răng đó xin nói đó là khi chúng ta chánh niệm á chúng ta có thể làm được một chuyện là thân thọ khổ nhưng mà tâm không thọ khổ làm được chuyện đó và một số xin thưa là một số vị tu sĩ ở trong rừng á đâu có điều kiện vệ sinh như là chúng ta đôi khi là các ngài vẫn tự nhổ răng mà do các ngài giữ gìn chánh niệm cho nên không vấn đề gì hết còn mình nghe mình ở muốn chết đấy rồi quý vị biết là những vị mà hành thiền thọ các cái hành đầu đà đó ví dụ như ngài sẽ là phất ngài cũng có nhiều mười mấy năm không nằm ngài một kiền liên cũng vậy có nhiều vị à, tu sĩ đó giữ cái hạnh không có nằm có nghĩa là chỉ có ngồi thôi ngồi ngủ chứ các ngài không bao giờ nằm có đôi khi thân của các ngài vẫn đau đau chứ đau nhưng mà do các ngài có thiền định cho nên thân thì nó có thể đau nhưng mà tâm các ngài không có đau còn mình thân đau là tâm đau Khác nhau Do đó đó Cái tấm thân ngũ uẩn này là gánh nặng Mà các vị thánh A-la-hán Các ngài đã đặt nó xuống rồi Các ngài không còn gánh nặng nữa Mà sư nói như vậy không có nghĩa là Mấy cái người mà tự nhổ răng là A-la-hán đâu nha Sư chỉ ví dụ thôi rồi một cái thứ hai đó, cái gánh nặng thứ hai là ký lê xá pha đó. Có nghĩa là ô nhiễm là gánh nặng. Cái ô nhiễm ở đây đó là xuất phát từ cái ái, cái khác ái, có cái tăng kha đó. Tăng kha có nghĩa, có nghĩa là khác ái. Tăng kha, cái nghĩa gốc đó, trước khi Đức Phật ra đời, nghĩa của nó là khát nước nhưng mà khi đức thế tôn ra đời à, đức thế tôn đắc thành quả vị cho tặng chánh giác ngài dùng cái từ tăng kha để ngài mô tả cái ái có nghĩa là chúng ta tìm cầu cái sự thỏa mãn lạc thú của các giác quan giống như là một người khác nước vậy đó chúng ta khao khát chúng ta khát khao chúng ta thỏa mãn những cái giác quan của chúng ta như thế nào thì cái người khác nước nó cũng y như thế đó cho nên đức phật dùng cái từ tăng kha có nghĩa là từ khác ái để mô tả cho cái trạng thái tham ái do đó cái ô nhiễm đó bản thân nó là gánh nặng mà các vị a la hán các ngài không còn cái gánh nặng đó nữa sẵn đây chà còn bốn à, phút Tại vì nói mà nói thiếu thì nó không có đành lòng, thành ra sự nói nhanh. Đó là cái ái có là cái sự mong muốn cái tăng kha đó đó. Nó có hai loại, một là nó dính dáng tới dục, có nghĩa là cái ký lê xá, nó dính dáng tới dục. Đó là sự thỏa mãn lạc thú các giác quan đó. Quý vị biết rồi, có là cái ái mà nó liên quan tới dục. Cái thứ hai là cái ái mà nó không liên quan tới dục. Thì cái ái này không phải là cái ái được đề cập ở trong cái bài cái bài này. Và cái ái này không phải là cái ái mà Đức Thế Tôn khiển trách. Cái ái đó là gì? Cái sự thích thú khi làm các thiện pháp nó là ái. Nhưng các ái đó không dính dáng tới dục. Quý vị hành thiền nó có hỷ lạc nó là ái thích thú trong đó nó là ái nhưng nó không dính dáng tới dục quý vị thích thú trong việc tu tiến thích thú trong việc giữ giới thích thú trong việc phát triển các thiện pháp đưa đến quả vị giác ngộ nó là ái nhưng cái ái đó không dính dáng tới dục cho nên phân biệt nha phân biệt rõ khi quý vị thích thú trong việc học hành học pháp này nó cũng là ái nhưng ái đó không dính dáng tới dục đây. Và cái gánh nặng thứ ba đó là pháp hành là gánh nặng. A phi kha ra pha ra có nghĩa là các cái pháp thiện lẫn bất thiện nó là gánh nặng. Bất thiện là gánh nặng đã đành rồi. Nhưng mà các thiện pháp nó cũng là gánh nặng Bởi vì sao? Bởi vì anh còn làm các thiện pháp thì anh còn hưởng các quả của các thiện pháp đó và do anh còn hưởng quả của các thiện pháp đó anh vẫn còn luân hồi đúng không quý vị còn làm thiện quý vị còn sanh thiên quý vị còn tu thiền quý vị còn lên cõi phạm thiên nhưng mà còn sanh thiên còn lên cõi phạm thiên thì còn luân hồi mà còn luân hồi là còn sanh tử do đó các vị a la hán các ngài đã đặt xuống các cái thiện lẫn bất thiện bởi vì các ngài không còn cái nhân sanh tử không còn luân hồi nữa Đấy Và có lẽ là Có thể là Ngày mai À xin lỗi Tuần sau Thì à, Chúng ta sẽ học xong bài này Có thể Có thể thôi nha Tùy theo cái việc là chúng ta học sâu Hay là nó học lướt Có thể tuần sau và một trong vòng 1 hay 2 tuần nữa thì chúng ta sẽ qua bài kinh mới là bài kinh tất cả lậu hoặc. Quý vị về chịu khó học bài cũ và đọc trước bài mới. Bởi vì hai bài này mặc dù Đức Thế Tôn thuyết ở hai thời điểm khác nhau nhưng các vị kết tập kinh tạng, các ngài cố ý để chung là bởi vì nó có liên quan. Và bây giờ cung thỉnh đại chúng chấp tay hồi hướng Và xin chi đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh được thỏa hưởng tùy ý, à, sau khi thỏa hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả Niết Bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba thai nước lửa binh, nguyện thể chúng sanh khỏi quan kết nguyện cho nhân loại sớm tu hành nguyện dình tâm học giới định tuệ nguyện đoàn tham sân si độc sanh nguyện giải căn nhân sanh tử khổ nguyện diệt tâm tham háo lợi danh nguyện tu tinh tấn không giải đãi nguyện sao đào quả sớm viên thành nam mô Thầy thai nam mô tham mai nam mô sanh khai